con ruột của mình. Con người ta thầy không nói, con người ta nhiều khi con thấy nhử ra thằng này 25 năm tù hả? Rồi. Dạ con xin chào sư. Thì hôm nay có một nhân viên thì tụi con đến đây để mà xin cái pháp thoại của sư á. Thì mấy ngày gần đây thì có cái câu chuyện mà cha ruột làm chuyện xấu với con gái của mình dưới tuổi vị thành niên, thì gây xôn xao dư luận, rất bức xúc ở cái câu chuyện mà người cha ruột làm chuyện đó với con gái. Thì sư có thể chia sẻ cho con vài cái ý để cho tụi con chia sẻ lên được không ạ? Dạ. Cái vấn đề đó, đó nó nằm ở trong cái chữ dâm của người đàn ông. Dạ. Đây là một cái trường hợp chúng ta phát hiện thấy, nhìn thấy và biết được. Con biết đó, ở trong cái xã hội hiện nay bây giờ nè, tại xã hội chúng ta có rất nhiều em bé như vậy. Chứ không phải một em bé đó không đâu. Nhưng mà chỉ ra cái bằng chứng chính xác những em bé khác thì làm sao chúng ta chỉ được. Nhưng có chứ không phải không. Nó nằm âm thầm ở trong xã hội á. Lâu lâu chúng ta phát hiện thấy một việc, lâu lâu chúng ta thấy phát hiện thấy một việc gần như là loạn luân giữa cha và con gái nhiều hơn mẹ và con trai. Mẹ và con trai cũng có nữa đó nha. Mẹ và con trai có là ở trong trường hợp này nè. Các con, chính thầy đó, thầy biết đó. Thầy biết thôi. Chứ còn chỉ nói là thầy không có chỉ nói đâu. Nhưng mà thầy nói ở đây đó, để chúng ta thấy rõ là cái chữ dâm của nam và nữ đó, nó khủng khiếp lắm. Có một người phụ nữ nọ, có đứa con trai, mà đứa bé này, thằng nhỏ này nó bị thần kinh. Nó bị thần kinh phân liệt. Tức là từ nhỏ tới lớn cái tánh tình nó không có giống nít người ta. Nó lầm lầm lì lì mình nó. Đến khi nó lớn lên 20 mấy tuổi nó mới bộc phát bệnh. Thì cha mẹ đưa hết thầy này tới thầy kia. Am này hết tới chùa nọ. Và cuối cùng á, em nhỏ thần kinh vẫn là thần kinh. Mà trong cái lúc chăm sóc con mình đó, người mẹ đã nhiều lần bị con cưỡng bức. Nhưng người mẹ âm thầm chịu thôi. Bởi mẹ thương con. Và lúc đó đứa con đó nó gần như là con thú. Nó sống bằng cái hệ thực vật à. Nó không có tình cảm nữa. Mà nó là nam. Lúc đó cái cơn dục của nó lên à, thì là nữ đối với nó là cái thỏa mãn. Thành ra dù mẹ nó cũng không có biết nữa. Đó, cái đó có thực sự đó các con. Có thực sự đó. Đây là người mẹ hy sinh cho con mình, chịu đựng cho con mình. Chứ không phải người mẹ này hưởng thụ cái dục lạc đó. Mà bởi thương con quá, nó khùng, nó điên, nó ba trợn, nó không vợ, không con. Nó là đàn ông, thành ra cái sinh lý nó có. Đến khi bộc phát mạnh quá, nếu không cho nó, không chiều nó, thì phát sinh cái còn nặng nề hơn. Thành ra người mẹ đành phải chịu. Đó là cái sự hy sinh tuyệt vời của một người mẹ đối với con trai. Còn đây, trường hợp này là cái trường hợp của một nam mà xử sự với con gái mình. Thì đây là cái hành động lục xúc á. Hồi xưa
thầy có đọc cái cuốn truyện á, có cái câu nè: hướng đông có bụi lồ ồ, lục xúc chi đồ. Lục xúc chi đồ, cha ruột lấy con. Có hai sự bộ bên. Hướng đông có bụi lồ ồ, lục xúc chi đồ, cha ruột lấy con. Đó đó con, cái người đàn ông đó đó, nó là cái hình dạng của con người, nhưng mà cái gốc của nó là lục xúc. Lục xúc chi đồ, nó mới có những cái hành động đó con à. Không ai mà cha mà đi ngủ với con gái mình chân á. Trời ơi, hồi mới sanh nó ra nó đỏ hỏn à, ẩm bồng ỉa đai trong tay mình á hả, lạ lùng gì vậy. Hấp dẫn gì đây, con mình mà. Đàn bà con gái ngoài đời ngoài đường thiếu gì, tiền bạc có sẵn đó sao không thỏa mãn, mà con mình lại làm điều đó. Cái đó mới là cái điều chúng ta đáng suy nghĩ. Cái người đàn ông đó không có suy nghĩ đó sao? Họ cũng biết vậy, họ làm việc đó họ cũng biết tội lỗi vậy. Nhưng về cái chữ dâm nó khủng khiếp lắm. Không tới thì thôi, mà tới được một lần là tới hoài. Tới hoài. Đừng tưởng tới thì thôi, mà tưởng tới là tới. Cái dâm nó vậy đó, nó nặng nề lắm. Bởi vậy ở trong cái giới đạo, chữ dâm, giới dâm là đầu tiên đó. Ở trong các tỳ kheo, giới dâm là đầu tiên. Hồi lúc còn là sa di mới vô tu, giới sát là đầu tiên, để giữ cho con người ta cái Bồ Tát đạo, cái lòng hiếu sinh. Đó là cái lúc còn nhỏ, mới chú tiểu à, mới sa di à. Nhưng mà đến khi các thầy thọ thì kheo thì là từ 20 trở lên mới được thọ thì kheo. Thì 20 là cơ thể nam rất tốt, khỏe mạnh. Thành thử ra thì kheo, đối với thì kheo, giới dâm là cái giới đầu tiên của các thầy. Mà nhờ các thầy người ta ăn chay, ăn lạc, rồi cái tâm, cái tánh người ta đã tu tập hàng ngày, hàng bữa. Các con lâu lâu gặp chuyện này kia mới niệm Phật, mới kêu trời. Còn các thầy ở niệm Phật kêu trời tối ngày sáng đêm mà. 3 giờ thức dậy rồi, uống nước, uống nồi chút xíu, đi sinh hoạt này kia các cái 3-4 giờ chạy lên gặp Phật rồi. Tụng Lăng Nghiêm 4 giờ sáng, các thầy thức dậy nào lên tụng Lăng Nghiêm. Tụng Lăng Nghiêm 45 phút cho 1 tiếng đi. Chậm chậm cho mấy ông già đọc chậm theo. Thì 1 tiếng đồng hồ tu buổi sáng rồi. Xuống danh Phật bao nhiêu lần rồi, lại ổng bao nhiêu cái rồi. Thấy chưa? Thấy chưa? Mấy thầy ta tu vậy á. Tối ngày sáng thức dậy lại Phật tới tối. Ngồi thiền xong rồi lại Phật vô mới ngủ. 9 giờ rưỡi 10 giờ mới ngủ, còn lại Phật mới vô. Mà một ngày lại 4-5 giác vậy á, chứ không phải một lần. Niệm Phật niệm một tối ngày trong miệng ha. Tức là cái người tu, người ta đặt cái tình trạng tu suốt, cũng như các vị thiền sư. Các vị người ta đó, sao người ta ăn bữa thôi, cơm nước ăn, ăn uống dọn rồi nấu chậm lắm, ráng cố gắng ăn bữa ha, chừa cái thời gian để tu.
để ngộ thiền. Người ta không có đủ cái thời gian để người ta tu tập đó các con à. Tới ăn mà ta còn ăn bữa đó, không có ăn nhiều lần đó, mắc công nấu nướng, mắc công lại ghê dữ lắm. Ăn lần một ha, cho đầy cho đủ sức khỏe rồi xong thôi rồi vô tu. Ta tu tối ngày hả các con à, cũng như sư vậy. Không không có các con thì thầy một mình thầy, thầy cũng tu. Thầy cũng ngồi, thầy cũng đang mở cái công án nào đó trong não thầy, hoặc là thầy đang tìm hiểu về cái câu kinh nào đó mà thầy chưa thông. Đó, hoặc là thầy nhớ coi ở trong cái tháp dạy thiền cho các Phật tử có cái điều gì mà mình quên dặn, quên dạy hay không. Có những cái bí quyết, những cái bí thuật, những cái hỏi mới nói, không hỏi không biết đường nói nữa, mà sư chợt nhớ ra là sư ghi vô sổ sách liền, để có dịp sư nhắc lại mấy cái khó khăn đó cho các Phật tử theo dõi để mà tu cho đúng. Trở lại cái vấn đề của người đàn ông này, người đàn ông bị cái dâm nó làm cho người ta thân sơ thất thở, có nhiều vị tướng chết bởi tình đó. Ở trong cái chuyện nàng Kiều đó con, một vị tướng đó chết bởi nàng Kiều Vũ Hàn. Ông nhào ra ông Hàn thì người ta bắn ổng, bắn tên á, ổng ra ông Hàn đó, do tụi kia bắn giết à. Hà họ không có dùng, nghĩa là trong người cấm đầy tên đó, như Long Nhiếm chết bởi tình đó, bởi nghe lời nàng Kiều Thúy Kiều đó. Và có rất nhiều người chết luôn, Trụ Dương đó, Trụ Dương Đắc Kỷ đó con đó. Rồi Việt Nam mình nhóc luôn mấy ông vua thân bại danh liệt, nằm một chỗ, nằm mà ra trước chánh điện đang cho bá quan chầu, tức là trị nước ngồi hết nổi, nằm không. Con thấy các cái vị mà này kia này, nọ đó chết sớm lắm, bởi vì cái nó dâm dục thôi. Và tất cả ở trên thế giới này đã từng nhiều, rất nhiều người đàn ông chết bởi cái dâm dục. Cái này trả trở về cái tánh của người cha này thì là cái tánh thú vật. Thú vật mới không nhìn thấy máu mủ của mình, thú vật mới không nhìn thấy con mình nó còn cái có cái tương lai của nó. Mình chỉ lo cái dục vọng cho mình hiện hữu, đè ép con mình để nó chiều mình ha, mà mình quên cái tương lai của con mình. Mình sinh nó ra, mình nuôi dạy nó, mình muốn cho nó có cái tương lai tốt, mà con mới lớn lên vừa trổ mã 12, 13 tuổi mà cha nhẫn tâm là cướp đi trinh tiết của con mình, và dùng cái phần đó là cái nhu cầu cuộc sống nữa, đem con mình làm nô lệ. Trốn đi mới bị đưa ra tòa như vậy. Chứ còn nè, thầy nói cho các Phật tử nghe, xã hội chúng ta có rất nhiều vấn đề đó, nhưng mà gia đình ém nhẹm. Gia đình ém nhẹm, một là sợ tù tội, hai là chuyện xấu. Gia đình ém nhẹm hết. Ém hết. Một chục vụ, 100 vụ mới có một vụ lòi ra như vậy mà thôi. Là tại em nhỏ này nó sợ quá, nó trốn đi. Bị người ngoài hỏi mới bể thôi. Chứ còn trong gia đình nó dư biết luôn. Trong gia đình nó dư biết luôn. Chứ không phải mà một mình thằng đó với em đó là không đâu. Trong gia đình đó đã biết cái câu chuyện đó rồi, chứ không phải không đâu.
Nhưng mà tại họ không không có tố cáo thôi. Tôi biết chắc chắn vậy đó. Thì như thế chúng ta kết luận là cái tội này là do cái người đàn ông, cái người cha, cái thú tính không kềm giữ được mới đem con mình ra làm nô lệ tình dục cho mình mà thôi. Kết luận, người đàn ông này phải bị pháp luật trừng phạt đúng tội, đúng danh. Cái danh gì? Con mình 13 tuổi là cái trước hả? Con nó đâu có chịu, mày đè nó mà mày quýnh nó sợ hả? Mày biểu là tức là ép buộc hả? Cái tội đó trước đi, trẻ dưới vị thành niên 10 năm, hiếp trẻ dưới vị thành niên 5 năm nữa, 15 năm. Loạn luân 10 năm nữa, 25 năm. Dùng vũ lực hâm dọa. Dùng vũ lực hâm dọa để con mình nó chiều chuộng, nó phục tùng mình. Đó là hiếp đáp. Hiếp đáp để hành dâm, gọi là hiếp. 10 năm. 10 năm luôn. Con mình, con ruột của mình, con người ta thèm nói. Con người ta nhiều khi, con thấy nhiều khi nít 7-8 tuổi. Con mình mà mày dám làm vậy ha. 10 năm nữa, 20 năm. Con nhỏ này còn dĩ tình ý không? Còn con nít, cho mày thêm 5 năm nữa thôi, 25 năm. Sư đề nghị tòa án xử cái thằng cha này 25 năm tù ở giùm sư đi. Nếu sư mà nắm chánh án, sư xử cái thằng này 25 năm tù ở. Rồi, xong, sư tuyên án rồi, bỏ này qua. Nó ở tù rồi. Xong, có chuyện gì nữa không? Bây giờ mà sư cho con, nếu mà có một cái sư nói là người tu, mình có một cái cách để mà mình kiểu như mình ngăn chặn được cái vấn đề dục vọng, thì sư được có chứ. Cái gì đó để sư chia sẻ để cho mà mấy cái tình trạng đó có thể dừng lại được không sư? Cái cách mà để mình có thể mình đấu lại cái khỏi cái dục nó vọng. Nó làm gì? Dạ. Cái đó cũng phải là do cái tập luyện phải không? Dạ. Người ta chăng dây ra 1 mét người ta nhảy được rồi. Dạ. Người ta mới lên 1.5 mét mới đến 2 mét. Dạ. Còn con hồi đó giờ không có tập, 1 mét đã té rồi. Dạ. Tức là các con không có kèm được. Dạ. Là mình phải tập thấy sư. Các thầy người ta kèm được. Dạ. Một là người ta đã kèm cái đó trong suốt cuộc tu. Dạ. Cái đó nó mạnh rồi. Hai, dám đổi không? Dám đổi cái dục vọng chút xíu đó bằng cái giáo phẩm ta không? Dám không cái đã. Dạ. Rõ ràng không dám rồi. Hai yếu tố. Vấn đề thứ ba nữa là cái tu sĩ làm gì thì làm, người ta vẫn là người ăn chay, người ta vẫn là người ăn chay niệm Phật, người ta là cái bậc thầy, thành ra cái gì đó mà nhắm mà hơi lợn cợn là người ta sợ lắm. Ta né liền, thành ra nội nhiêu đó các con thấy là các thầy có được 3 phần đó người ta giữ y nguyên hả? Dạ. Còn các con 3 phần đó đâu có. Dạ. Phải không? Không có. Công đạo không có. Tất cả mọi cái không có. Tức là các con ngoài cõi ta bà dễ. Dễ vướng lắm. Mà khó dằn. Vướng vô vướng luôn. Còn các thầy vướng ta dằn ta ra. Dạ. Ta dòm thấy người ta quay lại quay đầu liền. Dạ. Có cái cách riêng ha. Ta dạ. Tách riêng. Ta chợt thấy người ta tách ra liền thôi. Dạ. Chứ không phải như mấy con. Yeah. Người ta có cái tu hồi xưa nay. Yeah. Tức là gặp thiện pháp tăng trưởng. Yeah. Gặp ác pháp là tiêu diệt liền. Yeah. Bằng cách đó những cái tư tưởng xấu người ta bỏ, người ta không suy nghĩ. Hả con? À. Rồi. Nếu có một cái điều mà lời khuyên mà sư xin dành gửi cho những gia đình mà có những cái tình trạng đó thì sư khuyên điều gì sư? Đây nè.
đây là cái vấn đề cơ bản nha. Con gái khi nó từ 12 tuổi trở lên, còn nhỏ nữa thì thôi mình mẻn đi, tại vì cha mẹ anh chị ông bà cũng phải thương con thương cái, ôm ấp ẩm bồng từ nhỏ lớn, từ lúc ở chuồng tới mắc cỡ, thành ra mẻn phần đó một chút. Từ 12 tuổi trở lên thì dù có thân quen cỡ nào chăng nữa, những cái bộ phận nhạy cảm, thí dụ đấy, vậy thôi, hung cái mặt được, hung cái tay được à, nhưng mà các cái bộ phận nữ đừng rớ tới, đừng đụng tới, dù là con ruột của mình, dù là cháu ruột của mình. Tôi nói cho quý vị biết á, dù là con ruột quý vị, dù là cháu ruột quý vị, cháu nội cháu ngoại đó, mà khi nó đã 12, 13 tuổi rồi, dứt khoát ha, ha, không có đụng những cái chỗ nhạy cảm của nó nữa. Cháu mình thương mà kéo đầu kéo cổ lại, hung mặt hung mày nữa à, còn những cái chỗ nhạy cảm là dứt khoát không rớ tới, không đụng tới, không được phép nữa. Và tới chừng đó nó cũng biết tự nó né hả, thì mới giữ. Nè, tôi nói cho nghe nha, cái dâm người đàn ông nó kỳ cục lắm á. Tôi nói chỉ, tôi chỉ kỹ cho các Phật tử ngoài đời á, các ông mà từ 60 trở lên, các ông bị cái vấn đề ấu dâm liền, không có ông nào tránh khỏi đâu, không có ông nào tránh khỏi đâu. Sư nói cho biết á, các ông mà khoảng tuổi từ 60, 65 trở lên đó, cái não các ông chuyển qua hết trơn à. Tôi nói cho quý vị biết đó. Tôi nói rõ ràng, tôi nói quịch bằng cái kinh nghiệm của bản thân tôi và bằng cái kinh nghiệm tôi nhìn thấy, nhất là đàn ông. Quý vị Phật tử đàn ông để ý giùm tôi cái đó, chúng ta khi lớn tuổi trên 60, nhớ để ý, cái não lúc đó nó chuyển về ấu dâm hết trơn. Người đàn bà đẹp, thân hình đẹp của một nữ đẹp không ép phê, nghiêng về cái phần con nít, cái thể chất chưa phát triển, nó còn là cái hoa mà là búp, cái bông búp chưa có nở đó, nó nằm ở chỗ đó. Nó nằm ở chỗ bông búp đó. Thầy nói này quá chính xác, quá hay thầy. Rồi thôi, không luận cái đó nữa. Dạ. Nói cái gì không có.